Gần 30 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Trần Thị Thục ở trường tiểu học Đỉnh Cao, huyện Phù Cử luôn nỗ lực tìm tòi sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học, không chỉ giỏi về chuyên môn, vững vàng về quản lý, mà ở cô còn có một tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng sẻ chia với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên dù đỗ trường đại học sư phạm Hà Nội, nhưng cô Thục không thể theo học. Cô đã dùng tiền học bổng do đỗ thủ khoa trường trung học sư phạm Hải Hưng để trang trải việc học hành và phụ giúp gia đình. Năm 1993, cô Thục bắt đầu công tác tại trường tiểu học Đỉnh Cao. Trải qua nhiều khó khăn và các cương vị công tác khác nhau, nhưng cô Thục vẫn nhận được sự tin tưởng đánh giá cao của các đồng nghiệp. Cô Thục là luôn luôn là một người rất là tận tâm, tận tình với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao. Và đối với đồng nghiệp thì luôn luôn có tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ. Ở cương vị lãnh đạo thì đồng chí đã làm tốt cái công tác là quan tâm chăm lo đến đời sống của anh chị em. Chuyên môn cô rất vững vàng và là điểm tựa tin cậy cho giáo viên nhà trường cũng như là giáo viên trong huyện. Về công tác quản lý thì cô rất là nhiệt tình, mọi việc được giao thì cô đều hướng nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó nên cô Thục hiểu hơn ai hết những vất vả nhọc nhằn của những em học sinh nghèo trên chặng đường theo đuổi con chữ. Vì vậy, từ năm 2005 đến nay, trên cương vị là phó hiệu trưởng rồi là hiệu trưởng nhà trường, cô Thục cùng ban giám hiệu nhà trường luôn miễn giảm những khoản đóng góp của trường cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Cô cũng phát động nhiều chương trình ủng hộ trong và ngoài nhà trường để hỗ trợ một số học sinh mắc bệnh hiểm nghèo. Cô nói chung là rất nhiệt tình, tạo mọi điều kiện, nói chung là từ các cô giáo đến các bậc phụ huynh là khuyên góp giúp đỡ gia đình và cháu. Bản thân cô còn nhận nuôi em Trần Văn Phúc khi bố em qua đời vì bệnh nặng, mẹ phải đi làm xa. Cô Thục đã kêu mang cháu, lo lắng cho cháu, hết bữa ăn đến học hành, cháu rất biết ơn. Với sự tận tụy, tâm huyết với nghề, cô giáo Trần Thị Thục đã đạt nhiều giấy khen bằng khen của ngành giáo dục cũng như Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trao tặng. Mới đây, cô Thục vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2021. Đây là phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực bền bỉ của cô giáo Thục trong sự nghiệp chồng người.